Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Thì dạo gần đây các bạn có thể thấy mình bận công việc, hôm nay thì mình mới lạnh. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem một con diều nhé. Hôm nay mấy hôm nay mình mất tích hơi lâu, tại là do là mình đi chơi mấy hôm nha các bạn, mấy ngày mình đi chơi. Hôm nay mình sẽ quay cho bạn xem một con diều xương cá may zig zag các bạn nhé. Zig zag đây là may kiểu như là một con diều 2 mét xương cá. Cái này là may gấp mép trước, xong là đấy là sẽ may zig zag các bạn nhé. Đây, mình thấy rất là đẹp luôn. Đây là một cái mẫu diều này thì mình quay rất là nhiều rồi. Mình sẽ quay chi tiết mẫu này cho các bạn xem nhé. Đấy, một con diều 2 mét xương cá nhá, cực kỳ nổi bật luôn các bạn. Đây, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Các bạn thấy kỹ không? Đó, nó cực kỳ nét luôn nhá. Mấy cái chỗ này nó ra nắng nó mới căng các bạn ạ. Đấy, còn nó phòng ở giữa này. Đấy, các bạn có thể thấy căng nét luôn. Đấy, phần đuôi này ra nắng nó cũng căng nhá. Đó, may zig zag kèm gấp mép luôn. Thì con diều này mình nên hoàn thiện cho một ông anh giai ở Hải Dương. Thì anh ấy mua cho con, anh ấy đi xuất khẩu lao động. Thế là đặt từ hôm khoảng độ thứ 3 tuần trước rồi các bạn ạ. Nên hôm nay là thứ 3 tuần sau. Thì sau khoảng độ 5 ngày thì mình đặt áo xong. Thì sau đấy mình đi chơi về hôm thứ 2 hôm qua mình đã làm xong. Và hôm nay thứ 3 con này cũng đã lên hình và mang cho một bộ sáo các bạn nhé. Con diều này mang theo một bộ sáo ba quả trung đầu các bạn ạ. Đây, một combo này bạn nào muốn cần thì có thể liên hệ nhắn tin qua Zalo theo góc trái màn hình giúp mình nhé. Những cái sản phẩm như thế này thì mình đã làm chắc chắn hơn rồi. Với cả mới đợt này là áo các bạn muốn chất xịn hơn ấy, làm thêm viền zig zag, nhưng mà nhiều bạn chơi hàng in giá lẻ thì lại so sánh với những cái hàng này thì không thể so sánh được. Hàng in thì nó có chất liệu của in, mà nếu mà muốn rẻ nữa thì có thể chơi lăn xoắn, nhưng mà lăn xoắn dễ gãy các bạn ạ. Lăn xoắn chỉ làm đuôi thôi. Đấy, con này mình đã làm cho ông anh xong nhá. Tí con này mình sẽ test cho các bạn xem. Nhiều bạn muốn rẻ nhưng mà chất lượng mình muốn yêu cầu chất lượng cao nhưng mà lại muốn rẻ thì mình không có rồi các bạn. Mình chỉ có những cái hàng như này. Nên là bạn nào thiện chí thì cần thì mua. Ok, bây giờ mình sẽ thả con diều này cho các bạn xem nhé. Mấy hôm vừa rồi mình đi chơi nên là cũng mình đi chơi ở trên Tam Đảo. Đây các bạn có thể thấy cảnh Tam Đảo cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây là một nơi du lịch, bạn có thể đến đây và tham quan, đi săn mây cũng như là lên đây nghỉ dưỡng ngắm cảnh cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mình lên đây là mình nên chơi được 2 hôm nha các bạn. Sau đấy thì mình cũng sẽ di chuyển về. Đấy, nên đây toàn mây mù, đặc biệt nên đây rất là lạnh luôn nha các bạn. Thế là đi chơi mất khoảng độ 3-4 ngày không ra được video các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thả con diều này cho các bạn xem nhé. Tầm buổi chiều này nó cũng khá là nóng. Bây giờ là gần 2 giờ chiều, hơi nóng một chút nha các bạn. Giờ mình sẽ thả luôn nhé. Ok các bạn ơi, mình sẽ mang con diều này ra thả nhé. Mình sẽ sử dụng loại dây 1 ni mốt thả con diều này, mà mỗi tội là gió nó bé quá. Rồi, mình sẽ lấy sợi dây 1 ni mốt này nhá, cõng bộ sáo trung đầu. Hôm nay mình sẽ thử thách thả diều một mình, và ai đâm thì các bạn biết rồi, mình đặt xuống mình giật luôn. Mình đi chơi về mấy hôm cho thoải mái các bạn, thì làm diều nhiều cũng có phải có thời gian nghỉ ngơi đúng không các bạn. Mệt lắm, làm diều các bạn cứ tưởng là sướng, không sướng tí nào nha. Mình làm mà mình không trả đơn kịp ý, người ta chửi mình luôn đấy các bạn. Nên là có những cái xảy ra rồi thì không thể nói trước được nha các bạn. Mình có hứa làm diều và trả đúng ngày, nhưng mà có những cái không may mà nó xảy ra thì người ta không thông cảm nữa đâu các bạn. Một là người ta chửi luôn, hai là người ta để, một là người ta chửi luôn và hai là người ta bảo là hoàn tiền.
trả lại tiền cho người ta, nhưng mà người ta đã đặt rồi. Một khi đã tiền vào tài khoản mình thì chắc là sẽ không có để trả lại đâu các bạn, trừ khi mình làm sai và trừ khi mình làm không giống với người ta nói thì mình sẽ trả lại nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thả luôn con diều này cho các bạn xem. Mình làm cho các bạn xem những cái diều như này là uy tín luôn nha các bạn ơi. Đấy, và màu GoPro của mình nó nét căng thế này luôn, la nắng căng đét luôn các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ test, mình sẽ giật luôn cho các bạn xem. Đây, bây giờ đứng giật một mình luôn nha các bạn nhé. Bây giờ mình không cần phải ai giật, bởi vì những cái con diều này đối mình là quá dễ dàng, nên là mình sẽ giật thoải mái luôn. Chú đâm diều cháu ơi. Bây giờ mình không cần phải ai giật, bởi vì những con diều này đối mình là quá dễ dàng, nên là mình sẽ giật thoải mái luôn. Nhờ một người chú đâm diều nha các bạn. Người chú đâm diều cho. Mình nghĩ là chú sẽ đâm được. Chú đâm diều cháu phát. Này, chú đứng ngay chú đâm nhé. Ok. Chú đi đâu ấy chú? Chú đi mượn cái thang ấy. Chú lấy cái thang của chú ấy. Chú đi dịch lên đây chú ơi. Chú đi dịch trong đây này. Các bạn thấy chưa? Thả diều là một chuyện, còn đâm diều là một chuyện, mà để nó lên nữa là một chuyện nữa nha các bạn. Đấy. Sau khi thả rất là dài luôn thì con diều này cũng đã lên rồi nha các bạn. Đấy. Mình thả diều mũ của mình thôi. Nên là giờ mình cũng kéo diều, mình sẽ kéo xuống các bạn nhé. Mình chỉ test diều cho anh lên như này là ok rồi. Đấy. Uống. Các bạn có nghe thấy tiếng sáo không? Đấy. Nó ở đâu kia cơ. Nhưng mà mình quay đầu này lại không nhìn thấy diều đâu. Để mà thả diều lên thì phải cần gió to, mà gió cho mình có lúc to có lúc nhỏ thì tốt nhất là không nên thả nha các bạn, rơi mất như chơi đấy. Mình tốt nhất là cứ có gió to là mình thả, không có gió thôi nghỉ, kéo xuống luôn. Cố thả là diều rơi mất là thôi toang, người ta rơi vào nhà người ta, ở chỗ mình người ta kia người ta chặt diều luôn, không cần phải suy nghĩ nha các bạn, chặt diều luôn đấy. Giờ mình sẽ kéo xuống thôi. Ok. Các bạn thấy không? Một mình chơi dễ dàng. Con này lên trời cực kỳ nổi nhá. Mình sẽ kéo xuống luôn cho các bạn xem. Bắt tận tay nhá. Thank you.
Ok. Ok các bạn nhé. Không biết là các bạn thấy thế nào, nhưng mà mình giật phát là thành công rồi nhá. Không còn gì để bàn cãi nữa. Mặc dù là góc quay của mình hơi bị khuất một tí, do là mấy thằng cháu đi học hết rồi, mình đành phải tự làm một mình thôi. Giờ mình mà không làm thì ai làm cho mình, đúng không các bạn? Nên là trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình không thể bao giờ khuất phục được các bạn nhé. Đi chơi cũng có thể là đi chơi, chơi được thì làm được. Ok. Đấy. Ngon anh nhá. Giờ con này ăn leo giữa này. Giờ thì mình sẽ gói cái hàng này vào và gửi luôn cho ông anh nhá. Đây, chỗ này hai bên nèo không cân nhau. Đó, mình kéo vào nèo giữa nha các bạn. Ngon lành nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho bạn khác cùng xem nhá. Và bạn nào muốn mua diều thì có thể ấn vào trên Zalo theo góc trái màn hình giúp mình, hoặc là liên hệ trực tiếp cho mình để mình bán cho nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.